Đây là một tiệm bán cơm trên địa bàn phường 1 thành phố Sa Đéc. Chủ tiệm vẫn bán mang về. Tuy nhiên trong tiệm có bố trí thêm một vài bàn ghế để phục vụ cho thực khách có nhu cầu ăn tại chỗ. Bên em cũng đã sắp xếp lại bàn ghế thưa nhau để phục vụ khách hàng. Ngoài đó thì còn để những chai sát khuẩn. Còn đối với thực khách, đặc biệt là người lao động, có nơi ăn uống tại chỗ an toàn cũng sẽ giúp tiết kiệm được thời gian thay vì phải đặt cơm mang vào nơi làm việc hoặc mua ra ghế đá công viên như thế này. Kêu ship cơm á, có những lúc á là đông quá rồi người ta không có giao kịp cho mình ăn để kịp giờ đi làm. Rồi hoặc là ship như vậy á, thì khi mà kêu ít quá, số lượng ít quá thì người ta cũng không có giao tới nữa. Để được phục vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở bắt buộc phải bố trí khu vực giao nhận thực phẩm đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch, trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay. Người làm việc, phục vụ tại cơ sở phải được tiêm đầy đủ vaccine, xem xét tạo điều kiện cho người làm việc xét nghiệm COVID-19 định kỳ hoặc ngẫu nhiên, đồng thời phải có đăng ký mã QR và tổ chức quét mã QR cho người ra vào cơ sở. Cân nhắc để làm sao cho người dân và các cái dịch vụ buôn bán thích ứng từ từ với cái tình hình mới bây giờ, tức là về dịch bệnh thì không thể nào và mình cũng không biết khi nào là nó chấm dứt. Vì vậy mình không thể đóng cửa suốt được. Vì vậy thì cũng nên có cái tạo điều kiện cho các cái dịch vụ và các cái cơ sở buôn bán. Cho mở bán phục vụ tại chỗ là giải pháp tránh để các cơ sở kinh doanh chịu tổn thất quá lâu và cũng là cách để thành phố Sa Đéc từng bước thích ứng với việc mở cửa kinh tế khi Tết Nguyên Đán đang đến gần. Nếu giải pháp của thành phố phát huy hiệu quả thì đây cũng có thể là hướng đi để các địa phương khác từ từ khởi động lại các dịch vụ, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh.